Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hộ trì chánh pháp với nội dung bát cơm hương tích trân trọng kính chào liệt quý vị. Kính thưa liệt quý vị, có một vị tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: Thế gian này giống như ngôi nhà lửa mà trong kinh điển gọi đó là nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó hủy hoại hết tất cả những gì chúng ta gọi là của ta. Vậy thì ở trong nhà lửa tam giới này, bằng cách nào một hữu tình có thể đem một cái vật ở trong nhà lửa ra khỏi chốn nguy hiểm đó? Cũng giống y như là một vật dụng nào đó ở trong một ngôi nhà, mà bây giờ ngôi nhà đang cháy rừng rực ở mọi nơi. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bảo vệ những vật dụng ở trong ngôi nhà đó không có bị lửa cháy? Thế Tôn nói chỉ có một cách duy nhất, đó là bố thí. Quả thật thưa liệt quý vị, ông bà chúng ta có dạy rằng của mình ăn sẽ hết, của mình cho sẽ còn. Quả thật chỉ có bố thí nó trở thành hạt giống phước điền lưu giữ ở trong tự tâm của chúng ta. Rồi đây cuộc sống chúng ta ai cũng đi qua con đường cuối cùng, đó là chỗ diệt tận. Chúng ta có đem được gì theo đâu. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày ở tại Bồ Đề Phật Quốc này, chúng tôi rất là thiết tha kêu gọi quý Phật tử, ai có cơ hội làm phước được thì nỗ lực mà làm, ai có thể tu tập được gì thì hãy nỗ lực mà tu tập. Bởi vì thế giới ngày càng nguy khốn, bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu dịch tật, bao nhiêu nỗi niềm khốn khổ nguy nan cứ rình rập đâu đó, chúng ta thấy bất an vô cùng. Ngày mai kia nếu như chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi thì chúng ta có thể làm được gì nữa đâu. Vậy cho nên thưa liệt quý vị, chương trình bát cơm hương tích này chúng tôi thiết lập lên là để tạo cơ duyên cho tất cả quý Phật tử, những ai hữu duyên ở trong chương trình này tưởng nhớ, nghĩ đến những người cùng khổ, những người bệnh tật ở tại các bệnh viện Việt Nam, ở các làng quê thiếu thốn vật chất mà có thể có được một bữa cơm đạm bạc, thanh trai, ngon miệng. Chúng ta không tốn gì nhiều, chỉ một bữa ăn một đồng mà thôi. Các vị thử nghĩ xem một đồng ở tại Mỹ Quốc này làm được gì? Ở tại Việt Nam một đồng cũng không thể có được bữa ăn đâu thưa liệt quý vị. Nhưng chúng tôi may mắn được các Phật tử ở địa phương, các Phật tử lớn nhỏ ai ai cũng chân thật trong sáng với chương trình này. Nhờ đó chúng tôi có được lực lượng làm công quả và những thực phẩm ở tại địa phương, cho nên chúng ta mới có được bữa ăn. Trong 3 tuần qua, hình ảnh mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các vị hôm nay đó là những hình ảnh sự thật mà chương trình Bát Cơm Hương Tích đã đem đến cho những bà con, những người khó khăn ở tại bệnh viện. Các vị nhìn thấy một hộp cơm, các vị nhìn thấy những thực phẩm đơn sơ chế biến ở tại địa phương. Các vị nhìn thấy hình ảnh của những người lớn tuổi từ sáng sớm đã đến nơi văn tập để cùng nhau sửa soạn mọi việc. Rồi các cháu nhỏ cũng hết sức là trong sáng ngây thơ tham gia chương trình này với một cái lòng thanh tịnh vô cùng. Chúng tôi rất biết ơn mọi người. Và ở tại Mỹ Quốc này, việc của chúng tôi là gì? Là cất lên lời kêu gọi tất cả quý Phật tử đồng hương chúng ta. Chúng ta một phần để gieo trồng phước báo cho tự thân của mình, một phần để thể hiện lòng từ bi thương xót những người khó khăn mà chúng ta tham gia yểm trợ cho chương trình này. Xin các vị lưu ý cho ở tại Bồ Đề Phật Quốc của chúng tôi có chương trình bát cơm hương tích, mỗi bữa ăn chỉ có $1 mà thôi. Và chúng tôi đến đây cũng đã chắp tay trang nghiêm nói lời tri ân sâu sắc đến với tất cả quý Phật tử xa gần. Các vị đã từng yểm trợ chương trình và cũng đang tiếp tục yểm trợ và thương yêu chương trình này, nhận ở chúng tôi một lòng biết ơn sâu sắc. Có vị phát tâm chỉ có $9, có vị $12,
và thậm chí có vị 3 đô la mà thôi, tức là chỉ có 3 hộp cơm để cho được 3 người. Chúng tôi cầm một bì thư với 3 đồng tiền ở trên tay mà lòng hết sức là xúc động. Và chúng tôi biết rằng đây là những Phật tử đã thấu hiểu, đây là những người ở trong hoàn cảnh khốn cùng mà tâm biết phát khởi sự bố thí. Thì chúng tôi cũng tin rằng với cái tâm tư đó, tấm lòng trong sáng đó, chí thành chí thiết đó, chư Phật mười phương, chư Bồ Tát thiện thần đều sẽ chứng tri cho tấm lòng của các vị. Việc của chúng tôi chỉ có cất lên lời kêu gọi và chuyển tịnh tài tịnh vật của các vị đến tận nơi người nhận, không để cho nó rơi rớt, nó sức mẻ ở giữa đường. Đó là những gì mà chúng tôi có thể làm được. Và qua hình ảnh mà các vị đang xem vừa rồi thì các vị thấy đó, đó là những hình ảnh rất là dễ thương, đơn sơ, mộc mạc, nhưng nó nối lên tất cả những gì mà chúng ta đang làm. Cứ hở 3-4 tuần thì chúng tôi lại đến với Bồ Đề Phật Quốc TV để trình cho các vị những gì mà chúng ta đã thực hiện trong mấy tuần vừa qua. Và chúng tôi hy vọng rằng nếu như chúng ta có thể phát triển rộng rãi chương trình này hơn, với tịnh tài tịnh vật nhiều hơn một chút, thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra ở các miền quê, dân tộc thiểu số, những vùng miền núi mà có nhiều chương trình từ thiện không có quan tâm tới. Nhưng hiện tại chúng ta chưa có thực hiện được, bởi vì sự yểm trợ của chúng ta có giới hạn. Chương trình lâu lâu một lần thì rất là dễ dàng thưa liệt quý vị. Nhưng chương trình nó kéo dài từ ngày này sang ngày kia, từ năm này sang tháng nọ, đó là một chương trình phải có sự kiên cố và nỗ lực hết sức. Và thái độ làm việc nghiêm túc trong chương trình là điều quan trọng nhất. Bởi vì nếu như không nghiêm túc thì tịnh tài tịnh vật yểm trợ của các vị nó sẽ bị hao hụt ở giữa đường. Và do vậy mà phước báo cũng không có sinh ra nhiều. Thưa liệt quý vị, một miếng khi đói, một gối khi no. Trong con đường sanh tử dài lâu, chúng ta ăn bao nhiêu cũng hết, nhưng chúng ta cho nó sẽ còn. Cái còn đó là phước báo sẽ nâng đỡ chúng ta ở trong con đường sanh tử dài lâu. Do vậy mà hôm nay chúng tôi một lần nữa xin tỏ lòng tri ân, biết ơn với tất cả quý Phật tử xa gần đã yểm trợ chương trình này. Và chúng tôi một lòng tha thiết kêu gọi các vị quan tâm nhiều hơn nữa ở trong chương trình này, để chúng ta cùng nhau tạo dựng phước điền, mà chỉ có phước báo mới là điều quan trọng tiên quyết quyết định cho hạnh phúc trên con đường sanh tử dài lâu của chúng ta. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là những hình ảnh mà các vị vừa xem, cũng là những minh chứng chúng tôi nói lên những gì chúng tôi đang thực hiện. Kính chúc các vị chân cứng đá mềm, với tấm lòng bố thí phát triển rộng rãi mà quan tâm thương yêu chương trình Bát Cơm Hương Tích. Nguyện cầu chư Phật mười phương, Đức Phật Hương Tích sẽ gia trì cho các vị được thành tựu mọi phước báo trang nghiêm. Trân trọng kính tạm biệt quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.